Yeah, what's up? First day here in Vietnam. I'm super excited to be here. I'm in Saigon right now. Ngày đầu đến Việt Nam đã hòa mình vui vẻ cùng người dân với bia và karaoke. Xin chào các bạn thân yêu của kênh Tự Hào Việt Nam. Các bạn thân mến, mấy tháng trước một anh bạn người Úc có nickname Cây Xuân, sở hữu một kênh YouTube chuyên về du lịch ẩm thực đi khắp các nước trên thế giới. Lần này anh trải nghiệm các nước Đông Nam Á và điểm đến đầu tiên là thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chắc chắn những trải nghiệm trong lần đầu đến Việt Nam này sẽ là một ký ức tuyệt vời khó quên. Mọi người cùng theo chân anh ấy để cùng trải nghiệm một Việt Nam thú vị đến nhường nào nhé. Xin chào, đây là ngày đầu tiên trở lại Việt Nam của tôi. Trước đó, tôi đã đến đây 2 lần rồi, nhưng lần này tôi muốn khám phá một khu phố địa phương thay vì đi theo nhóm, tới các địa danh du lịch nổi tiếng. Tôi muốn ăn một số món ăn địa phương và tôi muốn giao lưu với những con người Việt Nam thân thiện. Và tất nhiên, tôi cũng muốn uống bia ở Việt Nam vì bia ở đây rất rẻ và ngon. Thứ mà tôi muốn tìm đến ngay bây giờ chính là một ổ bánh mì. Bạn biết đấy, ở Việt Nam chúng ta không cần phải vào các nhà hàng sang trọng thì mới có được thức ăn ngon. Việc đơn giản của tôi chỉ là vào một quán ăn ven đường hay bất kỳ một chiếc xe đẩy hàng rong nào đó và thưởng thức một ổ bánh mì như thế này. Chẳng hạn, ở Úc cũng có bánh mì Việt Nam, nhưng ở đó chúng không ngon bằng ở đây. Trời đất ơi, nhiều hương vị lắm. Vâng, món này thật sự khác với những món tôi có ở Úc. Ồ, ở đây có một bữa trưa thật tuyệt vời. Nó chỉ có 20.000 Việt Nam đồng, thậm chí còn ít hơn 1 đô la. Ngay bây giờ tôi đang đi bộ trên một con ngõ rất hẹp. Tôi cũng không biết tôi sẽ đi đâu, nhưng điều đó không quan trọng với tôi. Bạn biết đấy, tôi không nhìn vào điện thoại hay bản đồ của mình, vì đó mới là phiêu lưu thật sự của một người đi du lịch. Ở Việt Nam có rất nhiều ngõ như thế này, nó giống như một mê cung với những con đường nhỏ, và bạn cũng sẽ không biết được tiếp theo mình sẽ gặp chuyện gì. Liệu có thứ gì đó không ổn đang chờ đón bản thân mình ở phía trước hay không? Đây là một tâm lý rất phổ biến của chúng ta. Chúng ta hầu như rất sợ khi phải đối mặt với một không gian hẹp và mới lạ. Nhưng bạn yên tâm đi, ở Việt Nam tôi đã gặp rất nhiều người, họ đều rất thân thiện và thích giúp đỡ. Nếu bạn cảm thấy mình cần giúp đỡ, thì hãy lên tiếng với bất kỳ ai bạn gặp trên đường. Họ sẽ giúp bạn ngay lập tức. Điều đó cũng chính là điều mà tôi thích nhất khi đi du lịch ở Việt Nam. Cuộc dạo chơi của anh ấy đã trở nên thú vị hơn khi anh đi ngang qua một gia đình nơi có mấy ông chú đang uống bia. Do sở thích khám phá và giao lưu với người dân địa phương, sau một hồi nói chuyện, anh ấy được mời vào nhậu cùng luôn. Anh ấy nói rằng những người đàn ông địa phương này biết tận hưởng cuộc sống thật đấy. Họ có rất nhiều bia, họ đang hát uống rượu rất vui vẻ. Họ mời tôi ăn và còn mời tôi uống bia nữa. Vì vậy, đây chính là lý do tôi thích đến những khu phố như thế này. Bạn sẽ rơi vào những tình huống thú vị tuyệt vời này. Bây giờ tôi sẽ vào giao lưu cùng mọi người. Họ rất thân thiện, tôi thì không nói được bất kỳ từ tiếng Việt nào. Ngược lại họ cũng hầu như không nói được tiếng Anh, nhưng không hề có một chút mặc cảm nào cả. Chúng tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời. Thật tuyệt khi tôi được sống trong những khoảnh khắc này. Ôi trời, thật là một trải nghiệm đáng nhớ của ngày hôm nay, nó không thể tốt hơn được nữa. Tôi đã ở đó mấy tiếng đồng hồ liền. Thật là quá vui. Họ uống bia, họ rất thích gắp cho tôi đồ ăn và còn bóc lon bia liên tục cho tôi nữa. Hình như tôi đã uống 6 lon ở đó. Và cuối cùng, trước khi ra về, tôi đã muốn gửi họ một chút tiền. Nhưng những người đàn ông hào phóng này đã xua tay, không muốn nhận bất kỳ khoản tiền nào cả. Thậm chí, khi tôi rút ví ra thì tất cả họ đều đứng dậy ngay lập tức và ngăn tôi lại. Tôi đã học cách giao tiếp với mọi người mà không cần thật sự phải biết ngôn ngữ. Ở đây, cả hai chúng tôi chỉ cần nhìn và hiểu nhau bằng ngôn ngữ cơ thể. Cứ như vậy, chúng tôi hát hò và uống bia cả hàng tiếng đồng hồ cùng nhau. Thật là một kỷ niệm tuyệt vời. Cảm ơn các bạn, những người tuyệt vời đã mang đến cho tôi một ngày thú vị. Trải nghiệm thứ hai của anh ấy tại phố Tây Mùi Viện đã vô cùng sôi động. Tại đây, anh thưởng thức bia cùng các cô gái xinh đẹp Việt Nam và nếm thử món phở nổi tiếng. Một địa điểm không thể bỏ qua khi đến Sài Gòn. Phố Tây Mùi Viện nổi tiếng với không khí náo nhiệt, âm nhạc sôi động và những quán bar, nhà hàng đa dạng. Sau khi khám phá những con ngõ nhỏ và thưởng thức bánh mì truyền thống, tôi quyết định dành buổi tối để tận hưởng không khí náo nhiệt tại Mùi Viện. Khi đặt chân đến đây, tôi đã bị cuốn hút ngay lập tức bởi ánh đèn neon rực rỡ và tiếng nhạc sập sình phát ra từ các quán bar dọc hai bên đường. Đầu tiên, tôi ghé vào một quán bar nhỏ để thưởng thức một cốc bia. Tại đây, tôi gặp gỡ và làm quen với một nhóm bạn trẻ người Việt. Họ rất thân thiện và vui vẻ, sẵn sàng chào đón tôi tham gia vào cuộc vui. Chúng tôi cùng nhau nâng ly, cười đùa và chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, văn hóa của mỗi nước. Các cô gái Việt Nam ở đây rất xinh đẹp và quyến rũ. Họ không ngần ngại trò chuyện và tạo cảm giác thoải mái cho du khách. Sau khi thưởng thức bia và giao lưu một lúc, tôi được các bạn giới thiệu đến một quán phở nổi tiếng nằm ngay trên phố Mùi Viện.
Dù đã thử nhiều món ăn đường phố khác nhau, nhưng tôi vẫn rất háo hức được nếm thử món phở biểu tượng ẩm thực của Việt Nam. Tô phở bốc khói nghi ngút, nước dùng thơm ngon đậm đà, thịt bò mềm mại và sợi phở dai ngon khiến tôi không thể cưỡng lại. Đây thực sự là một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên. Các quán bar bắt đầu đông đúc hơn, âm nhạc sôi động hơn và không khí càng lúc càng náo nhiệt. Chúng tôi nhảy múa, ca hát và tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ. Mọi người ở đây đều rất cởi mở và thân thiện, khiến tôi cảm thấy như đang ở trong một bữa tiệc lớn với những người bạn mới quen. Kết thúc một đêm dài tại phố Tây Mùi Viện, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng và hạnh phúc. Những trải nghiệm tại đây đã cho tôi thấy một góc nhìn khác về cuộc sống về đêm của người Việt Nam, nơi mọi người cùng nhau vui chơi, tận hưởng và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Tôi chắc chắn rằng những trải nghiệm tại Mùi Viện sẽ luôn là một phần đặc biệt trong chuyến hành trình khám phá Việt Nam của tôi. Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, video của anh đã thu hút 65.000 người xem và nhận được hàng trăm bình luận. Hãy cùng kênh Tự Hào Việt Nam xem họ nói gì nhé. Người Việt Nam thật sự rất tốt bụng và gần gũi. Khi tôi chỉ là một du khách lạ, đi ngang qua, họ đã mở lòng và mời tôi tham gia vào bữa nhậu và uống bia cùng họ. Dù đồ ăn thì không phong phú, chỉ là những món ăn đơn giản và ít ỏi, cùng với việc ngồi trên chiếu dưới đất, nhưng sự ấm áp và thân thiện của họ đã làm cho tôi cảm thấy như mình đang ở nhà. Họ không chỉ chào đón tôi bằng nụ cười, mà còn khiến tôi cảm nhận được sự chân thành và hiếu khách của người dân nơi đây. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ, và tôi sẽ không bao giờ quên sự hào phóng và lòng tốt của họ. Lòng tốt của người Việt Nam luôn khiến du khách cảm thấy ấm lòng. Tôi nhớ có lần đi du lịch và bị lạc đường, thật may mắn khi gặp được một cô gái tốt bụng. Cô ấy không chỉ đường mà còn cho tôi đi nhờ xe và chở đến tận khách sạn. Sự giúp đỡ nhiệt tình và chân thành đó thật sự làm tôi xúc động. Cô gái ấy đã không ngần ngại dành thời gian và công sức để giúp một người xa lạ như tôi. Thật không thể quên được sự tử tế và lòng hiếu khách đó. Năm trước tôi đến Ninh Bình, thấy người Việt Nam thật sự rất hiếu khách và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi nhớ lần đi về vùng quê, trời tối và không biết đường, tôi gặp một gia đình vô cùng thân thiện. Họ không chỉ mời tôi vào nhà mà còn đãi tôi một bữa cơm tối đậm đà và mời tôi uống rượu cùng gia đình. Cả nhà họ đối xử với tôi như người nhà, cùng chia sẻ những câu chuyện và tiếng cười. Đó là một trải nghiệm đáng nhớ, cho tôi thấy được sự ấm áp và tình người nơi đây. Một trong những điều tôi yêu thích nhất khi du lịch ở Việt Nam chính là lòng hiếu khách của người dân. Có lần tôi đi bộ đến tối muộn, không biết sẽ tìm đâu ra chỗ nghỉ ngơi, tôi tình cờ gặp một nhóm người địa phương. Họ không chỉ mời tôi vào nhà mà còn nhiệt tình đãi tôi bữa cơm ngon lành và cùng nhau uống rượu. Chúng tôi trò chuyện, cười đùa như những người bạn cũ. Sự thân thiện và chân thành của họ đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc về lòng tốt và sự hiếu khách của người Việt. Lòng tốt của người Việt Nam thật đáng khâm phục. Tôi còn nhớ lần gặp một nhóm người lạ trong chuyến du lịch của mình. Họ mời tôi uống bia và trò chuyện như những người bạn cũ. Dù tôi là người xa lạ, nhưng họ đã đối xử với tôi rất thân thiện và cởi mở. Những khoảnh khắc đó không chỉ làm chuyến đi của tôi thêm phần đặc biệt, mà còn giúp tôi hiểu rõ hơn về tình người và sự đoàn kết. Những trải nghiệm như vậy khiến tôi thêm yêu mến đất nước và con người Việt Nam, và chắc chắn tôi sẽ quay lại đây nhiều lần nữa. Tôi đã có kinh nghiệm tương tự ở Thái Lan. Người dân Việt Nam và Thái Lan rất duyên dáng và tốt bụng. Không thể diễn tả thành lời niềm vui mà những trải nghiệm này mang lại cho tôi. Tôi chắc rằng bạn cũng đang cảm thấy như đang đi trên mây. Cảm ơn rất nhiều vì sự dũng cảm và lạc quan của bạn, nó rất dễ lây lan. Tôi yêu Việt Nam. Tôi cũng đã đến đó vài lần và có những trải nghiệm giống bạn. Như bạn nói, mọi người rất thân thiện, đồ ăn ngon và nhiều món ăn tốt cho sức khỏe cũng là một phần thưởng nữa. Tự mình lên kế hoạch cho một chuyến đi đến đó, sau đó ngược sông Mekong đến Lào và kết thúc ở Thái Lan trong hơn 7 tuần, bắt đầu từ tháng 12. Tôi sẽ theo dõi chuyến đi của bạn. Cảm ơn một lần nữa. Việt Nam là một nơi tuyệt vời, đặc biệt là khi bạn dành thời gian với người dân địa phương. Hầu hết bạn bè của tôi ở thành phố Nha Trang là nhân viên làm trên thuyền du lịch. Khi tôi đến địa điểm của họ để tổ chức tiệc tùng, luôn có bia, rượu và nhiều thức ăn. Theo truyền thống của họ, nếu bạn được mời đến dự tiệc, bạn không phải trả tiền. Vì vậy, hầu hết những nơi đó, tôi đều uống no nê mà không tốn đồng nào. Họ thường nói rằng nếu chúng ta đi đâu đó để uống sau giờ làm việc, tất cả sẽ chia nhau hóa đơn, nhưng khi được mời, bạn không cần phải trả tiền. Đôi khi, tôi vẫn bắt con trai đi lấy một thùng bia để phủ thêm vào. Tôi sẽ không bao giờ quên lần chúng tôi uống rượu tại một quán thịt bò. Họ luộc thịt bò trong khoảng 9 hoặc 10 tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã uống rượu rắn và bia với tất cả số thịt bò tuyệt vời này và các loại rau khác nhau. 3 giờ sau, tất cả chúng tôi lên xe máy về nhà. Bạn bè của tôi thường nói, không say đâu, hoặc không sao cả. Ký ức Việt Nam từ những năm 2000 đến 2001 vẫn luôn ở trong tôi. Không thể nào quên được những người đàn ông tuyệt vời này.
bạn sẽ yêu Việt Nam thôi. Đó là điều yêu thích của tôi ở Đông Nam Á. Bữa tiệc không hề điên cuồng. Và con người, thức ăn và giá trị đồng tiền thì rất tuyệt vời. Tận hưởng thời gian của bạn ở đây. Đây là thành phố thú vị nhất của tôi để đi chơi ở châu Á. Sài Gòn đẹp, nụ cười đẹp, niềm vui đẹp, dũng cảm đẹp, màu sắc đẹp. Bạn sẽ có một giấc mơ tuyệt vời ở Sài Gòn. Bạn sẽ thích nó. Tôi đã đến đó từ năm 2018. Đất nước yêu thích của tôi, giống như Anthony Bourdain. Tới Đà Nẵng, tôi cũng đã sống ở đó vài tháng. Đó là thành phố tốt nhất ở Việt Nam, bạn sẽ hiểu tại sao khi bạn đến đó. Bạn làm tôi muốn quay lại Việt Nam. Video tuyệt vời quá. Tôi biết sự hào phóng của họ là không thể tưởng tượng được. Rất vui được gặp lại Sài Gòn. Thưởng thức đồ ăn ở đó khá là tuyệt. Và bạn đang có một sự thay đổi từ Thái Lan. Chính Anthony Bourdain đã truyền cảm hứng cho tôi đi du lịch tới Việt Nam. Chúc bạn vui vẻ. Tôi thích nó. Đó là văn hóa Việt Nam, gọi là nhậu, uống rượu, tụ tập và ăn vặt. Và họ từ chối bạn trả bất cứ thứ gì. Thật sự là một sự xúc phạm nếu bạn trả tiền. Vị trí của họ là chủ nhà, bạn là khách, bạn ăn ngon, uống tốt, thậm chí gói đồ mang về là điều bình thường. Miễn là bạn biết 1-2 câu 1, 2, 3, dô, đó là tất cả những gì bạn cần làm. Nếu bạn muốn trả lại cái gì đó cho họ, chỉ cần mang theo một thùng bia 24 lon và một cái cốc. Gõ cốc với họ thì họ sẽ nhận, nhưng chắc chắn không phải trả tiền. Rất mong các video về Việt Nam tiếp theo của bạn. Yêu kênh của bạn. Đừng lo lắng, mọi người luôn thân thiện như vậy. Tôi nhớ lần tôi tham gia một hoạt động tình nguyện ở một vùng quê nằm ở phía Tây Nam của Việt Nam. Tôi luôn được mời đến bữa tiệc của họ mỗi khi đi qua. Bạn không nên trả tiền cho họ vì điều đó có thể thể hiện sự thiếu tôn trọng. Bạn chỉ cần tận hưởng bữa tiệc với họ. Ngoài ra, nếu lúc đó bạn có sẵn một số đồ ăn trong tay, bạn có thể chia sẻ để họ cùng thưởng thức trong bữa tiệc. Tôi thích cách mà bạn tiệc tùng với mọi người ngay cả khi không hiểu ngôn ngữ. Vui quá! Việt Nam chắc chắn là đất nước thân thiện và lịch sử nhất mà tôi từng gặp. Yêu đất nước và nền văn hóa của họ. Nó xứng đáng được chia sẻ cho nhiều người khác biết tới. Cảm ơn bạn đã đưa video này vào cuộc sống bình thường của người Việt Nam. Những người tuyệt vời, để hòa đồng và vui vẻ với những anh chàng Việt Nam uống rượu, bạn không cần phải nói tiếng Việt hay làm bất cứ điều gì khác. Cứ cười tươi, giơ ngón tay cái, uống rượu, nhảy múa một cách không giới hạn, và ăn như em bé của họ. Họ rất vui tính, thân thiện và tốt bụng. Tôi đã dành 6 tuần đi du lịch ở Việt Nam. Có điều gì đó đặc biệt trong các món ăn ngon nhất mà tôi từng thử, đó là ở trong một gian hàng nhỏ bên lề đường, ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ, được bao quanh bởi người dân địa phương và tất cả chỉ với giá khoảng 2 bảng Anh. Chúa ơi, tôi nhớ nó. Tôi đã ở đó một tháng trước. Tuy nhiên, khởi đầu không suôn sẻ lắm khi tôi bị một tài xế taxi lừa đảo. Nhưng tôi rất thích phần còn lại của kỳ nghỉ của mình. Sau khi được một người Úc khuyên nên tránh thức ăn đường phố vì lý do vệ sinh, tôi cuối cùng đã ăn ở một nhà hàng toàn người nước ngoài. Tôi đã đi du lịch nhiều nơi ở Việt Nam, từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến Hà Nội, xuyên qua phía Bắc bằng xe máy và sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng một năm. Một số trải nghiệm du lịch tốt nhất của tôi đã ở đó. Sự ấm áp và hào phóng của người Việt Nam là vô song, thức ăn tuyệt vời và phong cách đẹp, đặc biệt là ở phía Bắc. Ở châu Á, đơn giản chỉ là một đẳng cấp khác, không thể tin được. Vào năm 2016, người dân Hà Nội đã cho tôi biết thế nào là ăn bún đêm. Tôi vẫn chưa có kế hoạch kết thúc thời gian tuyệt vời này. Tôi đã ở Việt Nam vào tháng 4 năm ngoái. Bánh mì ở Việt Nam thật tuyệt vời và ngon hơn bánh mì Pháp. Bây giờ, tôi đang ở Philippines. Trung tâm thương mại SM có một gian hàng bánh mì phục vụ bánh mì, với bề mặt có một lớp cuộn mềm. Bánh mì Pháp là nền tảng làm cho bánh mì Việt Nam trở thành một chiếc bánh tuyệt vời. Sau khi xem video này, chứng kiến cảnh người dân quyết không nhận tiền, một anh bạn khác còn mách cách như sau. Những gì bạn phải làm là giấu tiền dưới bát thức ăn hoặc đồ uống, sau đó chạy đi trước khi họ nhận ra bạn đã để lại tiền cho họ. Vâng, bạn có thể đóng góp một chút rượu cho bữa ăn, và quả thực họ rất hào phóng và tôi cũng thích cách họ tương tác với bạn. Bạn hãy thử và đóng góp ủng hộ với một vài đô la. Anh bạn du khách người Úc đã đáp lại như sau, tôi ứng cử. Nếu bạn xem đoạn clip đó, ở cuối video, tất cả họ sẽ lao vào tôi khi tôi rút ví. Tôi muốn quay lại đó sau vài ngày với một thùng bia và hò hét lên với họ. Bạn có thể tưởng tượng một số người đang uống rượu, rồi họ gọi bạn trong khi bạn đang đi bộ trên phố, và mời bạn uống bia và ăn đồ ăn của họ. Điều đó thật tuyệt vời. Đông Nam Á là tuyệt vời mỗi khi bạn nghĩ về nó. Tôi hiện đang ở Đà Nẵng, thuộc duyên hải miền Trung Việt Nam. Đẹp quá mọi người ơi! Trên thực tế, Annie Mất cũng ở đây. Tôi không chắc bạn đã xem anh ấy chưa, nhưng anh ấy cũng là một YouTuber lớn ở Thái Lan. Tôi đã gặp anh ấy hôm trước, anh ấy thật sự hạnh phúc ở đây. Tôi đánh giá cao nơi này. Nếu bạn có cơ hội, tôi biết 30 ngày không phải là nhiều thời gian, nhưng bạn luôn có thể làm thủ tục gia hạn thị thực. Thật là một ngày tuyệt vời với mọi người, thật tuyệt vời.
một cảm giác không thể chờ đợi cho đến khi tôi nghỉ hưu và chuyển đến châu Á. Bạn là người đàn ông may mắn, tôi rất nóng lòng được tự mình thử nghiệm nó vào năm sau. Cảm ơn đã cho chúng tôi thấy những điều xung quanh. Tôi thích xem video bạn đi du lịch, đi chơi với người dân địa phương và thử đồ ăn của họ. Đó là điều tôi khao khát được làm vào một ngày nào đó. Nhưng thay vì chỉ thử đồ ăn, tôi còn muốn vào bếp của những nhà hàng nhỏ và trau dồi kỹ năng nấu nướng của mình, học hỏi những công thức nấu ăn mới từ những người dân địa phương. Một ngày nào đó, tôi hy vọng sẽ mở một nhà hàng với những hương vị từ khắp nơi trên thế giới. Trong thời gian ngắn ở Việt Nam, một điều tôi có thể nói là sản phẩm và thực phẩm của họ hoàn toàn phi thường, nguyên liệu tươi ngon, trái cây ngon và rất đầy đủ. Tôi cho rằng đó là chế độ ăn giàu protein và nhiều rau củ. Chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn khi tôi ở đó. Người Việt Nam có một trong những món ăn ngon nhất thế giới, người dân sống tốt, bản chất tốt, văn hóa tốt. Thế giới cần biết đến Việt Nam nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy video này hay, thì đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh Tự Hào Việt Nam để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.